Hai, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với kênh Nghĩa Miền Tây, lại là mình đây. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm cái hoa bằng ống hút nha các bạn. Đây hay còn gọi, mình thấy cái này nó giống hoa cúc mâm xôi á, nên là mình gọi là cúc mâm xôi luôn ha. Đó, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Mấy bạn chuẩn bị cho mình băng keo hai mặt nè, tăm bông với lại kéo, và nguyên liệu không thể thiếu đó là ống hút nha các bạn. Ống hút thì tùy mấy bạn thích bông hoa màu gì thì mấy bạn có thể làm cái ống hút màu đó ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ chọn một cái bất kỳ, mình sẽ làm cho các bạn coi nha. Thì đầu tiên cái ống hút như vậy thì mấy bạn dùng cây kéo, mấy bạn sẽ ép nó xuống, ép cho nó dẹp xuống á mấy bạn. Đó, vậy ha. Rồi, sau đó thì cây kéo mấy bạn phải bén nha mấy bạn. Rồi sau đó thì mấy bạn sẽ cắt, cắt như vậy nè. Cắt một đoạn khoảng 1mm á. Mấy bạn cắt cho đều nha. Nhưng mà mình cắt sao mà chừa cho một mép như vậy ha, nó không có lìa nha các bạn. Đây, nó không có lìa nha. Rồi thì mình cắt tiếp cho mấy bạn coi ha. Đó. Mình lần lượt mình cắt cho hết cái ống hút luôn nha các bạn. Cái này mấy bạn, nếu mà mấy bạn cắt quen tay á thì mấy bạn cắt nhanh lắm. Đây, mình đã cắt hết rồi nè các bạn ha, một đường như vậy luôn. Bước tiếp theo thì mấy bạn sẽ dùng băng keo hai mặt ha. Mấy bạn dán lại. Nếu mà mình dán không được liền á thì mình dán chia từng đoạn vậy nè, mình dán nha các bạn. Đây, lần lượt mình dán nó lại. Mấy bạn dán sao mà nó trùng với cái phần mà mình chừa lại, không cắt đứt á. Đây, rồi mình lật ngược lại ha. Rồi mình cắt. Cắt cái phần dư này đi rồi mình dán tiếp. Đó. Rồi mình cắt như vậy, sau đó thì mình sẽ dán tiếp. Các bạn dùng băng keo hai mặt đó nha, nó mới dính. Đó, đây. Rồi mình cắt như vậy thì mình cũng dán tiếp ha. Đó.
mình thiếu một đoạn rồi. Mình sẽ lấy cùng bằng keo này mình cắt một đoạn nữa ha. Đó. Rồi, thế là mình đã đầy vào cái ống hút. Mấy bạn quay lại vài nằm mấy bạn cắt thế thì mình thấy cái đường tới đâu mình cắt nó dễ hơn nha. Đó. Rồi mấy bạn sẽ lột ra. Lột cái phần giấy ra ha. Đó. Rồi mấy bạn sẽ dùng một cây tăm bông nha các bạn. Chọn cây này đi. Mình để đây. Rồi thì mấy bạn sẽ đặt nó như vậy ha. Đặt nó như vậy. Rồi mấy bạn sẽ cuốn nó lại nha. Vậy nè. Cuốn rất là nhanh luôn. Tại vì mình có dán bằng keo rồi á, nên là mình cuốn nó tới đâu nó dính tới đó mấy bạn. Nhưng mà cái đuôi này nè, cái đuôi này ưa xuất ra lắm rồi. Giống như cái này của mình nè mấy bạn thấy không, nó ưa ruột ra lắm. Mình dán cái miếng băng keo ngoài nó hơi bự xíu thì nó dính ha. Đây được một cái rồi nè các bạn. Giống cái hoa cúc mâm xôi không các bạn. Rồi mình sẽ ghim nó vô. Đó. Thế là mình có một cái chậu hoa cúc mâm xôi ha. Mình lấy cái ly nè, sau đó cái mình cho cát ở dưới cũng được hoặc là cho gạo cũng được mấy bạn. Cái mình cắt mấy cái ống hút màu vàng á, mình để dưới làm đế ha. Rồi. Thế là mình đã hướng dẫn các bạn làm một cái chậu cúc mâm xôi rồi ha. Thì rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này của mình đến thời điểm này nha. Và mình mến chúc các bạn thực hiện thành công ha. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau nha.